Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước vẫn có 1.059 ca bệnh, trong đó đã có 893 ca bệnh được điều trị khỏi. Trong số các ca bệnh đang điều trị thì hiện có 56 người đã xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Hiện nay, tổng số người đã được xét nghiệm là 1,2 triệu lượt người. Theo Bộ Y tế, hiện trên thế giới có 250 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Trong đó, có 8 loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm ở giai đoạn cuối cùng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, đến nay Đà Nẵng đã qua 15 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, và hiện thành phố đã chuyển sang trạng thái mới, tiếp tục nới lỏng một số hoạt động xã hội và hiện Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép. Tuy nhiên, hiện nay việc đi lại của người dân Đà Nẵng đến các địa phương khác vẫn đang gặp khó khăn, thành phố đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết. Các địa phương thì cũng có một số cái quy định đối với là người từ Đà Nẵng đến các địa phương. Có địa phương thì cách ly 14 ngày, có địa phương thì xét nghiệm âm tính mới cho vào, thì nó cũng gặp khó khăn cho những người từ Đà Nẵng đi đến cái địa phương. Cho nên kính mong Thủ tướng này có chỉ đạo để thống nhất toàn quốc để cái việc tạo thuận lợi cho người từ Đà Nẵng đến các địa phương. Các địa phương mà có cái yêu cầu mà người đến từ người Đà Nẵng đến các địa phương khác mà phải xét nghiệm âm tính thì Thủ tướng cũng có cái chỉ đạo cái việc mà xét nghiệm mà có cái thu tiền theo cái nhu cầu của những người mà họ muốn rời thành phố Đà Nẵng đến các địa phương khác. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cấp bộ, các cơ quan địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch tại cơ sở. Tinh thần mở cửa, lo làm ăn kinh doanh nhưng không được chủ quan, phải chủ động chuẩn bị các kịch bản, các phương án ứng phó tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn. Ngành y tế ở cả trung ương và địa phương chủ động có biện pháp thần tốc khi phát hiện ca dương tính mới. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khi mở lại đường bay thương mại quốc tế, tăng tần suất chuyến bay đón công dân về nước cũng như đón các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý vào Việt Nam, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thủ tướng cũng yêu cầu tạo thuận lợi cho người dân giao thương, không gây khó khăn, chậm trễ như một số trường hợp vừa qua, không để tình trạng chỉ lo phòng chống dịch bệnh mà không lo phát triển sản xuất kinh tế. Về gói hỗ trợ an sinh, Thủ tướng đề nghị sớm trình Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của gói này, trong đó có việc kéo dài thời gian.